ta đã đến được cái nơi cắm trại phía trước rồi. Thấy các anh kiểm lâm đang cùng nhau làm láng ở phía trước. Bây giờ thì tôi sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn suối cuối cùng này. Hơn 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ đi bộ, đi ven con suối rất là cực. Thì bây giờ chúng tôi đã đến được cái nơi làm lập láng trại cho những ngày tuần tra ở lõi rừng Sao La, Quảng Nam. Có thể nói là hành trình đi rất là gian khó. Gian 3 cây. Đến rồi. Ây da. Sáng giờ chúng ta đã đi hơn được gần 4 cây số đường chim bay, đi lòng vòng theo bờ suối và cuối cùng cũng đến. Cái chân của mình lần đầu tiên đi mang đôi giày đi rừng kiểu này, lội suối đau quá trời, thì đổ qua dép tàu ong xong rồi lên phụ các anh làm láng. Đây sẽ là nơi ở rừng nhiều hôm có công tác. Wow, dập nát. Một trải nghiệm không bao giờ quên. Các bạn đang theo dõi hình ảnh của một sợi dây leo mà khi mình chặt nhẹ nó thì nó chảy mũ như thế này, tứa màu đỏ như máu vậy đó. Các bạn có thể thấy Vinh và anh Vương đang phụ nhau chặt một cái nhánh cây để làm cái láng trại. Đây sẽ là nơi ở của chúng tôi trong nhiều ngày nữa khi tuần tra rừng. Ở trên kia thì anh Môn và anh Thắng cũng đang dựng xong một phía kèo. Anh Nhật bị ong cắn nhưng mà cũng không quên phần nhiệm vụ quan trọng nhất của mình, ghi chép lại những cái thông tin trên đường đi. Phải phát quang cái khu vực làm láng trại vì có thể tại vì rất nhiều ngày ở đây, nếu mà để rậm rạp sẽ rất là nguy hiểm. Dây buộc là mình sử dụng dây leo của rừng hết anh? Chắc chắn ha. Người đang sẽ sử dụng cái gốc cây này để làm một cái đầu nữa để dựng láng. Thật sự như hôm nay chúng tôi đã đi, tôi đã gặp rất là nhiều rắn lục đuôi đỏ. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không phát quang cái khu vực này. Khu láng trại này sẽ là nơi tổ công tác kiểm lâm ở đây hơn một tuần. Và phải đảm bảo, trước hết phải bảo an toàn. Phải làm một cái láng thật là chắc chắn. Và điều đặc biệt nữa là phải tránh được thú dữ và côn trùng rắn rít. Môn đang dùng cái dây leo để cột một bên phần nhánh cây. Rồi. Sao mình sử dụng dây leo mà nhìn giống như dây thần bình thường quá. Thấy dễ dàng quá. Cột phía sau đó đúng không anh? Chặt cái gốc này cho nó đi đi. Chặt cây này cho đi. Để đi chứ anh? Không. Chặt cái này nó đi thì bạt của mình phải đi qua cây này. À. Nếu không là mưa là nó ướt cái bóng mình. À. Chặt cái này. Cá bao nhiêu môn thì đi được chưa? Chặt vứt đi thấy. Môn đi mưa. Ê, thử.
không? Sợi dây dây leo rất là dài. Để mặt sau đi anh. Nó giữ lại mình để nó. À đúng rồi, cột vòng nó lấy lại. Rồi thả xuống. Lôi qua bên kia. Để qua. Cố lên. Cố lên. Lôi. Qua. Rồi. Chơi dài dài giúp cột vòng cho thoải mái à. Dài chắc luôn. Xem nó ở rằng gì là không được. Cứ từ từ bên còn còn xuống. Trong cái còn xuống. Đây này đó. Rồi, chọn ạ. Có lẽ mình đi công tác như thế này là khó nhất là nếu mà đi chọn chỗ mới là nó không có chỗ làm láng ha anh. Chỗ làm láng, phải tìm chỗ mới. Nơi nó tránh cây cao nhiều. Dạ, chứ cái láng mà gần cây cao mưa bão rồi nó đẩy sập láng. Rất là nguy hiểm cho tính mạng. Đầu tiên đi làm, đi chọn địa hình làm cái rất khó khăn. Dạ. Đi lên đi xuống. Lúc mà anh em đi rừng cũng quen rồi là biết điểm. Mới vào lần đầu tiên là tìm điểm nên làm trại rồi rất khó. Dạ. Đi lên đi xuống. Mà lên cuốc cũng thác quá ở trên nó cũng cùng. Mà như em thấy, là mình chỉ cần đi mà còn một tháng không đến cái láng này là nó mọc rậm riệt ngay đúng không anh? Một tháng sau, hai tháng sau là nó rậm rồi. Cây nó mọc nhanh ghê á. Anh mon cột rất là chắc chắn. Rồi, rất chắc chắn. Đang cột cây kèo ngang để cho nó có một cái phần giữ ở chiều ngang, chứ không là cái khung này nó rất là yếu. Như bạn có thể thấy. Anh Thắng thì đang phát quang. Mình đứng không mà thấy vắt quá trời rồi. Cứ làm sao mà nằm ngủ được nếu không phát quang ở chỗ này. Ngon lạc. Nhét nó vô vừa đó luôn này. Nhét vô cái khe này. Gãy hả anh Môi? Không gãy à? Gãy cái vỏ thôi. Cầm thôi. Rồi, chặt rồi, hết đung đưa rồi. Cuối cùng cũng đã xong chiếc láng nằm giữa rừng. Mọi người đang túa đi tìm củi khô và cây rừng, những cái vật liệu để chuẩn bị làm bếp. Thì anh Nhật
đang bị cúng thần rừng, xin phép thần rừng làm láng trại ở đây. Mình khoảng đang vác một cái cây tre dài để về làm một cái máng nước để lấy nước sạch sử dụng nhiều ngày. Có thể thấy là mọi người đã rất là quy củ khi mà mỗi người một việc làm rất là nhanh lẹ gọn. Như mình với những chuyến đi của mình thì khi mà đến một cái nơi nào nghỉ ngơi thì mọi người hơi có phần ì ra rồi hơi đẩy qua đẩy lại những cái việc mà ai cũng có thể làm được, nên cuối cùng là nó bị trễ nải. Còn như các anh, như các bạn đang thấy đó, mọi người một việc làm rất là nhanh chóng. Dạ, anh Thắng đang thiết kế cái hệ thống ống dẫn nước từ khe ra, nguồn này cũng là rất là sạch để nấu ăn, sạch hơn cái nguồn nước trên cái suối lớn. Vì đôi khi trên đầu nguồn suối lớn thì cũng có thể độc cá động vật, nó thu lớn, nó lấy nước này nọ. Rồi, anh Thắng đang tạo cái đường rãnh mắt cho nước nó thông qua. Trong ống nước rất là nhiều nước. Mình đã từng vài lần khắc khô cổ họng ống nước nứa trên rừng, một trong những nguồn cung cấp nước vào những lúc khó khăn nhất. Ở phía trong láng thì anh Môn vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa. Củi ướt được đưa lên giàn sấy. Bạn sẽ thấy đồ đạc trong láng được treo móc lên trên cao, mưa rất là to, nước suối dâng rất là cao. Nay trời đang mưa to và nước suối đang dâng rất là cao. Như các bạn thấy đó, nước đã đen ngòm hết trơn. Rất là may mắn khi chúng ta đã dựng xong láng. Và bây giờ mọi người đang làm một phần việc của mình. Anh Vương đang kẻ củi, bên kia là bếp lò và một cái dàn hun khói dựng tạm. Rất lạnh. Mọi người đang quay quần ăn tối bên bờ suối. Trời vừa ngớt mưa xong. Còn có 6 cái ghế ngồi là 6 cục đá bên bờ suối. Lên bên đấy hòn đá úp vô rồi cái lỗ để cái chưa một lỗ nhỏ thôi để nó ông vào làm mệt luôn. Đây là cái số 7 đang chạy thắng xe đạt mà cái kiểm lâm đã gỡ được hôm nay trên rừng.